Từ năm trọng kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngót, nên gọi là vô gián, không luận là trai hay gái, mường mán mọi rợ, già trẻ sang hiền hoặc rồng, là trời hoặc là thần là quỷ, thế gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn muôn kiếp, mỗi một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng trừ khoảng một niệm cũng không đạt, đạt trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh. Vì lẽ đó Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.